Shop xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn xem video. Ngày hôm nay thì Shop lên giới thiệu đến tất cả mọi người nhé, một cái mẫu sản phẩm lắc tay siêu đẹp. Đây là mẫu lắc đơn. Đấy, mẫu này thì trọng lượng là tầm độ 5 cây, size tay tầm 22, 22, 23 mọi người nhé. Đó thì đây là một cái mẫu lắc mà sẽ dành cho những anh em mình yêu thích những cái mẫu mà lắc đơn. Đấy, lắc đơn nhìn đơn giản nhưng mà này rất là đẹp và các bạn càng đeo mẫu này nhé, càng đeo càng thích. Đây là cái sản phẩm mình làm hàng thiết kế, tức là mẫu nhà mình tự làm mọi người nhé. Đấy, mẫu thiết kế, tự thiết kế từ A đến Z luôn. Bản của lắc vô cùng là dày. Đấy thì cái thông số của nó sẽ là bản to ngang tầm độ 2 phân rưỡi. Đấy, tầm 2 phân 3 thôi mọi người nhé. Bản to ngang tầm 2 phân 3 và trọng lượng như size tay của anh khách này tầm độ 22, 22, 22 rưỡi thì nó sẽ tầm 5 cây. Đấy, còn anh em nào mình size nhỏ hơn thì nó sẽ nhẹ hơn. Nói chung là đây là một cái kiểu lắc mà anh em mình nên tham khảo. Nó rất là dày mọi người nhé. Đấy, rất là dày, các bạn nhìn này. Hai bên cạnh thì nó lại còn được thiết kế dạng mắt vuông như thế này, nhìn cực kỳ là bắt mắt. Đấy, kiểu này là kiểu là lắc đơn, nó rất là dày. Đấy, rất là dày mọi người nhé, cầm cái lắc tay vô cùng thích, nó đầm tay, đấy đầm tay và cực kỳ chắc chắn. Và riêng những cái mẫu lắc đơn như này nhé, các bạn đeo nó có rất là nhiều ưu điểm, mọi người đeo nó sạch để sáng và sẽ không nỗi mốt. Đấy, mọi người không tin các bạn cứ cứ đeo trải nghiệm nhiều kiểu mà xem, thì các bạn sẽ thấy cái kiểu này nó rất là thông dụng và đẹp. Đấy, thông dụng đẹp không nỡ mốt và các bạn càng đeo càng thích. Đấy thì cái mẫu lắc này thì mình có hai kiểu mọi người nhé, có hai cỡ ấy. Cỡ to thì nó sẽ tầm độ 7 cây hoặc là hơn kém, nó tùy theo size. Và một cái cỡ to trung bình như thế này là cỡ tầm độ 4 cây rưỡi đến 5 cây hoặc là hơn một chút, nó tùy theo size tay to bé. Đấy thì đây là hàng đúc mọi người nhé, hàng đúc tức là mình có khuôn mẫu sẵn rồi. Đấy, ví dụ như kích cỡ khuôn mẫu như nào thì nó khi đúc ra sản phẩm, làm ra sản phẩm thì nó sẽ có cái kích thước như vậy và cái trọng lượng nó chỉ hơn kém nhau chút, nó tùy theo size tay thôi. Đấy thì anh em nào mình cần tư vấn bạc đẹp nhé. Đấy thì anh em mình có thể là tham khảo những cái sản phẩm bên nhà mình, mọi người chụp lại cái mẫu mà các bạn thích, sau đó là gửi ảnh qua Zalo nhé, để mình sẽ tư vấn báo giá cho mọi người. Bên nhà mình thì là một cái địa chỉ mình chuyên hàng đẹp thôi, mình không có bán hàng chợ. Đấy, anh em nào mình yêu thích bạc đẹp, muốn đặt được một cái sản phẩm thực sự có chất lượng nhé, thì mọi người hãy quan tâm đấy và tham khảo những cái sản phẩm bên nhà mình, mình sẽ tư vấn tận tình cho mọi người. Đấy, bên nhà mình vô cùng là nhiều mẫu luôn, bởi vì là mình chuyên hàng đặt, có những cái mẫu mình thiết kế theo yêu cầu. Đấy, thiết kế riêng cho nên các bạn sẽ không tìm thấy được ở chỗ shop nào ở trên thị trường bán đâu mọi người nhé. Đấy thì các bạn nhớ liên hệ mình sẽ tư vấn báo giá cho mọi người. Shop nhà mình là mình ở Hải Dương, mình có nhận làm và ship toàn quốc mọi người nhé. Các bạn nhớ ủng hộ và đăng ký kênh của mình nhé, để mình sẽ giới thiệu đến mọi người nhiều những cái mẫu lắc tay đẹp nữa. Đấy, và những cái mẫu dây chuyền và những cái sản phẩm mặt dây chuyền. Đấy, nói chung là rất là nhiều sản phẩm để có thể đáp ứng được cho anh em mình làm hàng đặt bạc đẹp các bạn nhé. Đấy thì mọi người nhớ đăng ký cái kênh của mình. Một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.